Minh được Tử Vi mến chào các quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Chúc các quý anh bước sang năm Quý Mão 2023 được bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các quý anh đón xem tử vi tuổi của mình trong năm 2023, chi tiết về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn, tử vi từng tháng âm lịch trong năm 2023. Mời các quý anh cùng theo dõi nội dung chi tiết. Về tổng quan tử vi năm 2023 cho quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 là 46 tuổi âm lịch và 45 tuổi dương lịch. Theo thiên can, địa chi và ngũ hành cho thấy, xét về thiên can, Mậu gặp năm quý tương sinh rất tốt, công việc làm ăn được thuận lợi, gặp thời dễ phát đạt, mưu cầu về công danh dễ dàng, tài lộc đưa tới. Yếu tố thiên thời sẽ mang khá nhiều may mắn đến cho quý anh nên chú ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình trong năm nay. Xét về địa chi, Ngọ gặp năm Mão, lục phá, xấu, gặp nhiều bất lợi trong cuộc sống, làm ăn thì không được như ý, dễ có sự thay đổi, cần phải cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao, kẻo lại bị tiểu nhân lừa gạt hoặc là lợi dụng. Xét về ngũ hành, quý anh tuổi Mậu Ngọ, ngũ hành, thìn thượng hỏa, gặp năm Quý Mão, ngũ hành, kim bạch kim, tương khắc, xấu, chủ về làm ăn vất vả, hao tốn nhiều công sức hơn, sức khỏe cũng bị giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, quý anh vẫn được mọi người giúp đỡ mà tạo nên được thành công. Quý anh tuổi Mậu Ngọ bước sang năm Quý Mão 2023 có vận trình hung cát đan xen, đón khá nhiều cơ hội đổi đời, làm ăn hanh thông. Tuy nhiên, cũng cần phải đề phòng tiểu nhân quấy phá, bất lợi cướp đoạt về công sức. Nhìn chung, quý anh trong năm này có được sự may mắn, nhưng vẫn phải nỗ lực nhiều mới đạt được điều mình mong muốn. Về sao chiếu mệnh, quý anh tuổi Mậu Ngọ trong năm Quý Mão 2023 gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Sao này chiếu mệnh thường gây ra nhiều điều không lành, dính dáng tới pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau, bệnh thật, tai nạn, gây họa tổn hao về tài lộc, xấu nhất là tháng 1 âm lịch và tháng 7 âm lịch. Về vận hạn, quý anh tuổi Mậu Ngọ trong năm Quý Mão 2023 gặp hạn tam phiêu, đây là hạn xấu, chủ về sức khỏe liên quan tới sức khỏe, có nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp, tay chân, đề phòng về thương tật, đi xe cộ nên cẩn trọng, tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô xát mà gây ra chấn thương, hại tới bản thân mình. Về vận niên năm 2023 cho quý anh tuổi Mậu Ngọ. Quý anh tuổi Mậu Ngọ trong năm 2023 gặp vận niên Long Đắc Vũ. Long Đắc Vũ tức là rồng có cơ hội làm mưa cho thiên hạ. Nếu vận niên này trong năm này thì đây là một năm hay lo lắng cho việc bao đồng, chỉ đi lo lắng cho việc của người khác, quý anh cũng cần phải chú ý điểm này. Xét về phương diện sự nghiệp của quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm Quý Mão 2023. Tử vi của quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm 2023 có vận trình sự nghiệp hung cát đan xen, đây là một năm có tốt có xấu, nhưng nếu như quý anh tuổi Mậu Ngọ cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Trong năm này, đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ đang phạm phải cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, điều này cũng sẽ gây ra sóng gió, nảy sinh sự mâu thuẫn, cá tính mạnh mẽ bộc phát, sẽ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên lãnh đạo, cho nên công việc cũng sẽ gặp những bất lợi. May mắn là trong năm này, đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ cũng có được các tinh là Thanh Long, Liêu Hà cùng với thiên can tương sinh, lại thúc đẩy cho sự nghiệp của quý anh có nhiều chuyển biến tích cực. Và nếu có thể tận dụng được những cơ hội mà thời thế mang tới cho mình, cơ hội sẵn có, quý anh cũng cần có năng lực chuyên môn, sự nghiêm túc thì mới có thể đạt được điều mà mình mong muốn.
Ngoài ra, trong năm này, sự tác động của sao La Hầu đúng vào năm phá Thái Tuế làm cho quý anh tuổi Mậu Ngọ gặp phải tiểu nhân khá lớn. Quý anh không nên lua chuyện bao đồng, cũng cần phải cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao, kẻo lại bị tiểu nhân lừa gạt hoặc là lợi dụng làm điều sằng quấy, cướp đoạt về công sức. Hợp tác với ai cũng nên nhìn người cho cẩn trọng, tránh rước họa vào thân. Trong năm này, các công việc liên quan tới pháp luật, công quyền cũng không được quá suôn sẻ, dễ gặp thua thiệt nên làm gì cũng phải tuân theo đúng quy định quý anh tuổi Mậu Ngọ nhé. Công việc của quý anh tuổi Mậu Ngọ trong năm này nên tập trung phát huy thế mạnh của mình, nhẫn nhịn, chăm chỉ hơn, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn chứ đừng có vội vàng từ bỏ mục tiêu mà mình đã đề ra thì vẫn có đạt được những khởi sắc, dễ được trọng dụng, cơ hội cũng sẽ đến, biết phát huy thì sẽ được thăng tiến, mở mang và thu được thành tựu về cho mình. Đặc biệt đó, trong năm 2023, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Mậu Ngọ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân dần ngọa tuất. Điều này sẽ giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, giải họa thị phi, tiểu nhân ám hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với quý anh. Từ đó, tài lộc ầm ầm kéo đến, may mắn không gì bằng, giúp cho quý anh có được một năm đại cát, đại lợi. Xét về phương diện tài lộc của quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm Quý Mão 2023. Vận trình tài lộc của quý anh tuổi Mậu Ngọ trong năm này tương đối là lạc quan. Quý anh có thể sẽ đón nhận những cơ hội đổi đời, kinh doanh thuận lợi, cho nên rất thích hợp để thực hiện những kế hoạch phát triển việc đầu tư, làm ăn mà bản thân đã quen tay hoặc là có nhiều năm kinh nghiệm. Mặc dù quý anh tuổi Mậu Ngọ trong năm này mọi thứ tiến hành không gặp phải những bất lợi nào quá lớn, nhưng vẫn cần phải có sự tính toán cẩn trọng sẽ tốt hơn, nhất là khi đang có sao hạn chủ về hao tài tán lộc, làm ăn nên chú trọng an toàn, hạn chế tối đa những tính toán mạo hiểm kẻo lại gây ra tổn hao về tài sản. Trong năm này, đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ có được vận quý nhân giúp sức, dù kiếm được khá nhiều tiền bạc nhưng vẫn phải chăm lo cho cuộc sống gia đình. Quý anh biết chi tiêu, có những việc phát sinh ngoài ý muốn, quý anh cũng nên lập ra kế hoạch quản lý về tài chính, chi tiêu hợp lý để đảm bảo an toàn cho tài sản không bị thất thoát, nên tính toán kỹ càng cho các bước đi khôn ngoan, vững vàng trong chuyện làm ăn, sự nghiệp là điều đúng đắn đối với quý anh ở độ tuổi này. Và khoảng thời gian đầu năm rất dễ bị tổn hao về tiền của, do đó quý anh cũng nên phải cẩn trọng với các hung tinh. Nhưng cuối năm làm ăn sẽ được thuận lợi hơn, tài lộc cũng sẽ được cải thiện đáng kể quý anh tuổi Mậu Ngọ nhé. Xét về vận trình tình cảm của quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý anh tuổi Mậu Ngọ lại khá là êm ấm, hồng loan trợ mệnh, vận khí tốt lành. Tuy nhiên, cũng có những lúc khó tránh khỏi những mâu thuẫn do bạn bè của cuộc sống, nhưng đều không quá nghiêm trọng, chỉ cần hai người biết nhường nhịn, yêu thương nhau, chia sẻ và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn, mọi chuyện sẽ được êm ấm. Sự chung thủy trong tình yêu là rất quan trọng, nên đôi khi thể hiện thái độ ghen tuông vô lý sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Quý anh cần phải trưởng thành hơn, tỉnh táo hơn, thấu hiểu, tin tưởng đối phương thì mới tránh được những hiểu lầm không đáng có. Ngoài ra, trong năm này đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ nên quan tâm tới công việc, tránh lơ là trách nhiệm với gia đình. Như vậy sẽ làm cho tình cảm vợ chồng xuất hiện những khoảng cách nhé. Sự nghiệp dù quan trọng nhưng quý anh vẫn nên đặt gia đình lên trên hết. Hãy dành nhiều thời gian hơn để vun đắp tình cảm hôn nhân. Đồng thời thường xuyên quan tâm trò chuyện với con cái của mình. Đối với quý anh đang còn độc thân trong năm này, với bản tính sôi nổi, hướng ngoại, các mối quan hệ xã giao rộng rãi, không khó để tiếp cận, làm quen được với những người khác giới, cũng có được những cơ hội để đón nhận tình cảm của đối phương. Tuy nhiên, có nên duyên đôi lứa hay là không thì còn phụ thuộc vào cả hai người nữa.
Xét về phương diện sức khỏe của quý anh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong năm Quý Mão 2023. Năm 2023, quý anh tuổi Mậu Ngọ có vận trình sức khỏe không được tốt cho lắm. Trong năm do bị tác động của hạn tam kheo cùng với các hung tinh, bệnh phù, thiên khốc làm cho quý anh gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như là bệnh về xương khớp, phong thấp hay là bệnh cổ tái phát. Cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu cũng sẽ gây ra sự sa sút về mặt thể chất, tinh thần, mệt mỏi và áp lực, dễ ốm đau, bệnh tật lâu khỏi. Các dạng về tai nạn như là tai nạn té ngã, tai nạn về xe cộ, tai nạn làm các ngành nghề nguy hiểm, tai nạn về bổ cây đều có khả năng xảy ra. Và quý anh tuổi Mậu Ngọ trong năm này phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, thường xuyên rèn luyện về thể chất, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần phải gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại về mặt tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng về những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được, đừng có để cho các hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân mình. Ngoài ra, quý anh tuổi Mậu Ngọ trong năm này cũng nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Đặc biệt đó, thầy Gia Cát khuyên quý anh tuổi Mậu Ngọ hãy luôn mang theo bên mình về pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỳ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Và để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý anh. Đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, trong năm Quý Mão 2023, có phạm tam tai hoàng ốc kim lâu thái tuế không? Về tam tai năm 2023, ví dụ như bản mệnh tuổi Dần Ngọ Tuất sẽ gặp tam tai vào các năm Thân Dậu Tuất. Như vậy, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm Quý Mão 2023 sẽ không phạm phải tam tai. Hoàng ốc năm 2023, quý anh tuổi Mậu Ngọ không phạm hạn hoàng ốc trong năm này. Tuổi kim lâu trong năm 2023, quý anh tuổi Mậu Ngọ phạm kim lâu tử. Và nếu xây dựng nhà cửa hay là sửa sang về nhà cửa sẽ gây hại tới con cái của mình. Thái tuế năm 2023, quý anh tuổi Mậu Ngọ trong năm này sẽ phạm phải hạn phá thái tuế. Không nên lo chuyện bao đồng, sốc nổi, không nên giúp đỡ người, không quyên bít hay là giúp bạn bè đứng ra bảo đảm vay mượn về tiền bạc. Rất dễ vướng phải nhiều phiền phức, rắc rối, thậm chí là có thể bị họa đau thương hay là vướng phải kiện tụng nữa. Ngày giờ xuất hành cho quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm Quý Mão 2023. Số của quý anh tuổi Mậu Ngọ rất hợp với những giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ. Bất kỳ trong trường hợp nào hay là ngày tháng năm nào, quý anh cũng có thể xuất hành vào những ngày giờ nói trên. Chẳng những sẽ mang lại nhiều thắng lợi mà còn giúp cho quý anh có được nhiều thành công trong bất kỳ việc gì. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch là Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023, âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức là ngày Canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho quý anh tuổi Mậu Ngọ là giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Mậu Ngọ, xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Trong năm, xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch là thứ Hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023, âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức là ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Và ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay là khởi cầu về công danh, tài lộc. Và nếu như xuất hành, quý anh tuổi Mậu Ngọ nên xuất hành theo ngày giờ của quý anh, giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ. Hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch là thứ 3, ngày 24 tháng 1 năm 2022, âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023,
tức là ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt trong ngày của quý anh tuổi Mậu Ngọ là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý anh tuổi Mậu Ngọ là xuất hành hướng chính nam để nghênh đón hỷ thần, đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, đón nhiều tài lộc trong năm. Về tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Trong năm này, quý anh tuổi Mậu Ngọ có tuổi hợp với quý anh trong việc xông đất, đó là tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, nam mạng. Điều này được lý giải như sau: mệnh của tuổi Mậu Ngọ là thiên thượng hỏa, gặp mệnh của tuổi Tân Mùi là lọ bàng thổ, tương sinh rất tốt, thiên can Mậu gặp Tân bình hòa tốt, địa chi Ngọ gặp Mùi nhị hợp rất tốt, cung thiên y mệnh của nam tương sinh rất tốt. Ngoài ra, quý anh tuổi Mậu Ngọ trong năm này cũng có thể chọn tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 để xông đất cho mình. Trong năm 2023, quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 cần đặc biệt chú ý tới hạn Tam Kheo và sao La Hầu chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Tam Kheo đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ trong năm Quý Mão 2023. Tam Kheo là hạn chủ về liên quan tới sức khỏe, người gặp hạn Tam Kheo có nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp, tay chân. Thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh những mâu thuẫn vì có thể sẽ dẫn tới xô xát, gây ra chấn thương cho bản thân. Về sức khỏe, người gặp hạn Tam Kheo cần phải chú ý các bệnh về phong thấp, các bệnh về xương khớp, các chấn thương liên quan tới tay chân. Về đời sống, để tránh những thương tích thì tốt hơn hết là quý anh không nên có mặt ở những nơi đông người, tránh xảy ra hiềm khích xích mích với người khác. Ngoài ra, trong năm Quý Mão 2023, quý anh tuổi Mậu Ngọ cũng đang bị tác động của sao La Hầu chiếu mệnh, quý anh cũng cần phải chú ý trong năm này. Người bị sao La Hầu chiếu mệnh dễ bị tao tán về tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt, thị phi, liên quan tới công quyền, tranh chấp hoặc là có nhiều chuyện phiền muộn ở trong lòng. Trong năm này, đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ cần phải chú ý các bệnh về máu huyết, tai mắt, sao này có hại nhất là vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Và từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay là sao xấu thì cũng nên làm lễ để hóa giải và nghênh sao. Sao La Hầu là một hung tinh cho nên cần phải làm lễ để giải hạn, để cho tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được những rủi ro và gặp nhiều may mắn cho mình. Lễ cúng sao La Hầu thường thực hiện vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày mùng 8 tháng 1 âm lịch, đây là ngày La Hầu tinh quân giáng trần. Về vận trình từng tháng âm lịch đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong năm 2023 được căn cứ vào 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch năm 2023 đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Quý anh tuổi Mậu Ngọ bước vào tháng 1 âm lịch, quý anh cần phải lưu ý về mặt sự nghiệp sẽ có nhiều biến đổi. Tính cách nóng nảy, dễ bị người khác ganh ghét, cấp trên cũng không hài lòng, sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của mình. Tuy vậy, về mặt chuyên môn nghề nghiệp của quý anh tuổi Mậu Ngọ lại có lợi hơn, nhất là khi quý anh biết vạch ra những kế hoạch, tính toán kỹ lưỡng trước những gì mà mình cần phải làm. Đây là tháng tam hợp dần ngọ tuất trợ mệnh, cho nên quý anh tuổi Mậu Ngọ vẫn có được quý nhân giúp sức, có nhiều cơ hội phát huy hết tài hoa và năng lực của bản thân, tài lộc cũng tương đối là lạc quan. Tuy nhiên, về sức khỏe cần phải chú ý thương quan, sức khỏe đề phòng chân tay bị tổn thương. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2023 đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bước sang tháng 2 âm lịch này, quý anh tuổi Mậu Ngọ về phương diện sự nghiệp cũng không được như ý muốn. Chịu ảnh hưởng của thiên khốc, tang môn làm cho tinh thần của quý anh không được tốt, quý anh dễ bị lơ đãng khi làm việc. Đồng thời, khi tinh thần khó chịu, quản kéo theo tiến độ công việc bị xuống dốc, tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp phàn nàn hết lần này tới lần khác. Không chỉ vậy, trong tháng này là tháng Mão, tháng xung với tuổi của bổn mạng, cho nên quý anh tuổi Mậu Ngọ
cũng cần phải chú ý, gặp nhiều phiền phức khiến cho quý anh gặp nhiều xui xẻo, đặc biệt là chú ý tới giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng về mua bán, rẽ xa vào các vấn đề về pháp luật, kiện tụng. Tháng này quý anh tuổi Mậu Ngọ cần phải cẩn trọng trong việc đầu tư, hùn hạp làm ăn, kéo lệ mất trắng, nên suy nghĩ cho cẩn trọng trước khi đầu tư. Vì vậy, lời khuyên của chúng tôi dành cho quý anh tuổi Mậu Ngọ là nên điều chỉnh lại tâm lý trong tháng này, nỗ lực vượt qua sự ảnh hưởng của các sao xấu, đừng để cho nó gây nguy hại tới tài lộc của mình. Về vận trình tháng 3 âm lịch năm 2023, đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, bước sang tháng 3 âm lịch này, vận trình tài lộc của quý anh tuổi Mậu Ngọ có phần được khởi sắc hơn. Về mặt công việc khi làm ăn, hợp tác hay là các lĩnh vực liên quan tới bất động sản, đất đai có phần lại có lợi, tài lộc vượng nhưng chưa tới mức dư giả nhiều. Và trong lúc thuận lợi, quý anh tuổi Mậu Ngọ cũng cần phải lưu ý không nên quá ham chơi, ngang bướng, nếu không sẽ khiến cho sự nghiệp của mình bị phá hoại. Khi làm việc không nên đối đầu với lãnh đạo, nếu không sẽ gặp nhiều trở ngại cho vận trình của mình. Trong tháng này, vận đào hoa của quý anh khá tốt đối với những người đang còn độc thân, có thể làm quen với những người khác phái trong các chuyến đi du lịch hoặc là công tác hoặc là giao lưu với bạn bè. Muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì cũng nên biết nắm bắt cơ hội tốt cho mình. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình thì cần phải giữ mình, kéo lại vướng phải đào hoa dữ, ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân và gây tổn thương tới những người thân yêu của mình nữa nhé. Về vận trình tháng 4 âm lịch năm 2023, đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, tử vi cho thấy quý anh tuổi Mậu Ngọ trong tháng 4 âm lịch này đang có điềm báo, có sự tăng tiến nhẹ. Ngọ hỏa gặp tỵ hỏa tạo ra vận khí tăng tiến. Về tình trạng kiếm tiền, ngày tay trái của quý anh cũng sẽ có được nhiều cơ hội tốt, việc kinh doanh vận hành có phần được thuận lợi hơn, doanh thu cũng sẽ cao hơn. Dựa vào tài năng của quý anh có thể sẽ thu về thành quả bất ngờ. Đường tài lộc trong tháng này khá khả quan, chỉ cần chăm chỉ sẽ rất dễ giàu có. Vận trình tháng 5 âm lịch năm 2023 đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bước sang tháng 5 âm lịch này, quý anh tuổi Mậu Ngọ đang chịu ảnh hưởng bởi cục diện ngũ hành, Ngọ Ngọ tự hình, Thái Tuế án ngữ, lại thêm Thiên khóc và Địa tang quấy phá, gây ra những chuyện buồn phiền về phương diện tình cảm không được như ý, quý anh tỏa ra khá nóng tính và cục tính. Không chỉ vậy, trong tháng này, đối với nửa cuối tháng thì quý anh nửa kia ít quan tâm tới quý anh, hai bên thường dễ xảy ra tranh cãi nữa. Tháng này, quý anh tuổi Mậu Ngọ không có được quý nhân giúp đỡ, vận may chưa tới, lại đang chịu tác động lớn từ các năng lực tiêu cực, làm cho việc kinh doanh, buôn bán dễ có sự sa sút, đặc biệt là những người đang kinh doanh chứng khoán, tài chính thì càng cần phải tỉnh táo hơn. Vận trình tháng 6 âm lịch năm 2023 đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tổng thể con đường tài lộc của quý anh tuổi Mậu Ngọ trong tháng 6 âm lịch này ở mức trung bình, có thu, có chi. Trong tháng này, nhờ các sao tốt che chở, bảo vệ cho nên vận thế của quý anh ở hầu hết các khía cạnh đều tương đối là bình ổn. Quý anh tuổi Mậu Ngọ có được cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm hàng ngày. Ngành nghề tay trái cũng sẽ được phát huy cho nên tài lộc cũng tương đối là rủng rỉnh. Tuy nhiên, quý anh tuổi Mậu Ngọ cũng nên chú ý sự tác động của sao La Hầu làm cho quý anh sẽ phải xử lý nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn trong tháng này nữa. Bước sang tháng 7 âm lịch năm 2023 đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Và trong tháng 7 âm lịch này, vận trình sự nghiệp của quý anh tuổi Mậu Ngọ có phần khởi sắc hơn, có thể quý anh nhìn ra có được một tháng tốt đẹp, làm việc gì cũng sẽ có được quý nhân phù trợ, có lợi cho con đường học hành, thi cử, tìm việc, phúc lợi, công việc có sự mở mang và tăng tiến. Tuy nhiên, trong tháng này đối với quý anh tuổi Mậu Ngọ cũng sẽ gặp đôi chút thử thách do bản thân quá ham chơi cho nên sự nghiệp gặp sự ràng buộc. Bản thân quý anh tuổi Mậu Ngọ cũng cần phải tích cực dành lại cơ hội cho mình, việc gì cũng phải lý trí và tỉnh táo. Ngoài ra, sự trợ giúp của các ngôi sao may mắn, Thiên Đức, Thanh Long, cơ hội việc làm cho quý anh cũng sẽ được nâng cao, cơ hội thăng quan tiến chức
phát tài phát lộc. Chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả về cho mình. Về vận trình tháng 8 âm lịch năm 2023 đối với Quý Anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tháng 8 âm lịch này, Quý Anh tuổi Mậu Ngọ sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Tháng phạm phải cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, nó mang tới vận trình có nhiều biến đổi, mưu sự khó tính toán, dễ chệch hướng. Bản thân Quý Anh cũng cần phải lý trí tỉnh táo để tìm ra cách đối phó. Và tháng 8 âm lịch này, Quý Anh tuổi Mậu Ngọ cũng bị ảnh hưởng bởi sao Giác Tố, Thiên Khốc là hung tinh. Điều này làm cho Quý Anh trở nên nóng tính, cục tính, gây ra nhiều sóng gió, trở ngại cho công việc và tài lộc cũng chậm chạp. Trong gia đình, dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc là con cái. Điều này sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ tình thân, không khí gia đình cũng trở nên căng thẳng hơn. Về vận trình tháng 9 âm lịch năm 2023 đối với Quý Anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bước sang tháng 9 âm lịch này cho thấy vận trình của Quý Anh tuổi Mậu Ngọ đang gặp được cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất trợ mệnh. Điều này sẽ mang tới nhiều sự may mắn, Quý Anh có được một tháng cát lành, sự nghiệp có sự mở mang, Quý Anh sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt, mặc dù cũng sẽ gặp không ít những đối thủ cạnh tranh, nhưng Quý Anh cũng sẽ có được quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hạn chế được những khó khăn, vận thu được thành quả tốt. Quý Anh tuổi Mậu Ngọ cũng cần phát huy tài năng của bản thân mình hơn nữa để cấp trên nhìn nhận, sự nghiệp có điểm tăng tiến. Tháng này Quý Anh tuổi Mậu Ngọ cũng nên mạnh dạn làm những công việc mà mình đang muốn làm, vận may lớn sẽ tới. Về tình cảm, Quý Anh tuổi Mậu Ngọ được mọi người hỗ trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Nhưng Quý Anh cũng nên dành nhiều thời gian quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Đừng có để cho công việc làm cho Quý Anh trở nên bận rộn, không có thời gian dành cho gia đình của mình nữa. Về tiền bạc, làm ăn, công việc trong tháng này rất thuận lợi. Quý Anh hãy tiếp tục học tập, trau dồi thêm kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất có thể nữa nhé. Sức khỏe trong tháng này, Quý Anh cần phải chú ý trong việc đi lại, tránh gặp tai nạn, xe sát xảy ra. Vận trình tháng 10 âm lịch năm 2023 đối với Quý Anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bước sang tháng 10 âm lịch này, vận trình công việc của Quý Anh tuổi Mậu Ngọ tương đối là bận rộn. Quý Anh phải đối phó với khối lượng công việc tương đối là lớn, áp lực bị đè nặng. Công việc có nhiều hạng mục cần phải thực hiện, Quý Anh cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới đạt được kết quả tốt. Ngoài ra trong tháng này, Quý Anh cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng để cho mình phải làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ bị mệt mỏi. Sức khỏe, chú ý các đồ vật trong gia đình khi tham gia giao thông, tránh họa huyết quang, gây thương tích cho bản thân, tài lộc tương đối là tốt. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2023 đối với Quý Anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Quý Anh tuổi Mậu Ngọ trong tháng 11 âm lịch này do bị ảnh hưởng của nhiều hung tinh quấy phá làm cho tình hình sức khỏe không được mấy lạc quan. Trong tháng có Ngọ Hỏa phạm phải cung mệnh Mão Mộc trong năm lại gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu sẽ dẫn đến vận khí bị tiêu hao, vận trình sự nghiệp không được như ý, dễ nảy sinh thị phi, bản thân lại quá ngang bướng, nóng nảy, cho nên không được mọi người ủng hộ. Quý Anh nên biết khắc chế điểm này, suy nghĩ cẩn trọng trước khi nói hay là làm bất cứ việc gì. Quý Anh tuổi Mậu Ngọ trong tháng này cần phải đề phòng hỏa tiểu nhân, chú ý tới lời ăn tiếng nói, giữ thái độ hòa nhã với mọi người, tránh gây mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiềm khích. Điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại và sự nghiệp tương lai của mình. Vận trình tài lộc của Quý Anh tuổi Mậu Ngọ trong tháng này có phần sa sút và khi giao tiếp với con cái của mình cũng sẽ có những bất đồng giữa hai thế hệ, tình cảm vợ chồng cũng đang có điểm báo không lành xảy đến trong tháng này. Vận trình tháng 12 âm lịch năm 2023 đối với Quý Anh tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Bước sang tháng 12 âm lịch này, vận trình của Quý Anh tuổi Mậu Ngọ sẽ có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Quý Anh ít bị tác động bởi các hung tinh nhưng vẫn có được các cát tinh trợ mệnh. Mặc dù công việc cuối năm tương đối là bận rộn nhưng Quý Anh có kế hoạch cụ thể vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Trong tháng này, đối với những người làm công việc kinh doanh, buôn bán sẽ gặp được nhiều may mắn và thuận lợi.
người làm công ăn lương cũng sẽ có được một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, quý anh cũng không cần phải quá lo lắng nhiều. Về phương diện tài lộc của quý anh tuổi Mậu Ngọ trong tháng này tương đối là tốt, công việc được thuận lợi, giúp cho quý anh có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc, đảm bảo cho nhu cầu cuối năm và mua sắm trong dịp Tết sắp tới. Nhìn chung, trong tháng này, quý anh tuổi Mậu Ngọ có được thu nhập chính lẫn thu nhập phụ đều gia tăng, giúp cho quý anh có được nhiều niềm vui và an tâm hơn về tài chính của mình. Trong tháng này, về nhân duyên, công việc của quý anh tuổi Mậu Ngọ khá là ưng ý, quý anh cũng có thể mỉm cười viên mãn nữa rồi nhé. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý anh an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các quý anh tuổi Mậu Ngọ bước sang năm mới được an khang, thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Xin chào và hẹn gặp lại!